chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng Hoài Chiều. Và tụi mình lại là chuyên mục Mây Hỏi Duy Trả Lời đây. Và tuần này cũng sẽ rất nhiều những câu hỏi thú vị để có thể giải đáp cho các bạn nữa. Và ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đến với câu hỏi đầu tiên ngay sau đây nhé. Đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Nguyễn Trường Vinh có nội dung là: đồng hồ cập nhật rồi nhưng kim không về vị trí đúng giờ phút giây thì là như thế nào? Rồi, cái câu hỏi này mình thấy xuất hiện trong một cái video clip mà hướng dẫn sử dụng một chiếc đồng hồ Casio hình như là Edifice. Mà chiếc đồng hồ này có chức năng là kết nối Bluetooth với điện thoại. Mà ở thế hệ hiện tại là những cái chiếc đồng hồ như vậy thì nó có rất là nhiều chức năng mà thành ra đôi khi chúng ta không quản lý hết. Thì đồng hồ nó sẽ chạy theo cái kiểu nào đó chúng ta chưa có nhận biết được thì có sẽ xuất hiện những câu hỏi như thế này. Thì mình sẽ trả lời sơ về câu hỏi này ha. Kim không về đúng vị trí giờ phút giây thì đúng ở đây nghĩa là bạn đang so với cái đơn vị chuẩn như thế nào. Ví dụ đúng với cái giờ thực tế giờ chúng ta đang sinh hoạt hay là đúng với cái giờ trên điện thoại của bạn hay là đúng với một cái mốc nào. Thì bởi vì những chiếc đồng hồ này nó có thể có chức năng đó là kim điện tử, cái số điện tử bên trong nó sẽ chạy một cái múi giờ, còn kim nó sẽ chạy một cái múi giờ khác để giúp chúng ta có thể xem được một lúc được hai múi giờ luôn. Cho nên thành ra là nếu mà nó chạy đúng cái chức năng đó thì rõ ràng cái đồng hồ điện tử với cái đồng hồ kim làm sao nó match được với nhau đúng không nè. Thì có thể nó sẽ chạy được cái trường hợp như vậy. Thì bạn xem mà giúp mình thử nó đang nằm trong cái chức năng đó hay không nha. Còn ngoài ra thì để sửa cái tính năng này thì cũng có một cách, đó chính là Hexset. Thì mình thấy là đồng hồ Triều có comment cái link hướng dẫn từ Hexset. Nhưng mà thật ra mà nói thì Hexset là một cái chức năng mà mình không muốn sử dụng lắm, tại vì nó là một chức năng nó hơi miễn cưỡng cho đồng hồ. Rõ ràng là đồng hồ có vấn đề gì rồi thì chúng ta mới phải sử dụng cái chức năng Hexset để mà xoay kim nó. Thì mình không có thích sử dụng chức năng đó, nhưng mà rõ ràng nếu trong cái trường hợp mà nó bị như vậy thì chức năng đó là một cái giải pháp rất là nhanh chóng của chúng ta ha. Rồi, và ở bên dưới cũng có một comment của bạn Tuấn Nguyễn. Bạn hỏi là: đây là một dạng sản phẩm mà hành não người dùng thì em nhận định như thế nào về cái một cái câu nói như thế này? Em thấy rất là đúng là G-Shock dạo gần đây á, không có dạo gần đây, cách đây khoảng 1-2 năm á, thì nó có một cái xu hướng là nó combine quá nhiều chức năng vào trong một chiếc đồng hồ đi. Ra là khi mà sơn chiếc đồng hồ là không chỉ riêng coi giờ mà còn hàng tá những chức năng sau đó nữa. Cho nên mình luôn nói các bạn là khi chọn mua đồng hồ, ngoài màu sắc, ngoài kiểu dáng ra thì các bạn cũng nên cân nhắc thêm một chức năng là các bạn có thật sự cần những chức năng đó hay không. Tại vì các bạn cứ yên tâm đi là các bạn mua càng nhiều chức năng thì cái số tiền các bạn bỏ ra cũng phải tương ứng với cái lượng chức năng như vậy. Cho nên nếu chúng ta không xài tới, chúng ta nên lược bớt những cái chức năng đi. Nó vừa giảm cái chi phí của chúng ta mà nó cũng vừa giảm cái độ phức tạp của đồng hồ nữa. Những cái chức năng như kiểu là đo áp suất, đo độ cao thì chẳng mấy khi mà chúng ta xài, nếu chúng ta không có trong những cái công việc nó đòi hỏi cái thông số đó. Cho nên các bạn cũng cân nhắc lại để tránh những cái trường hợp rối não ha. Và khi mà mua về rồi các bạn cũng chịu khó dành một khoảng thời gian để mà tìm hiểu về cái nhà sử dụng á, thì chúng ta làm chủ được cái đồng hồ thì chúng ta sẽ gọi là tận dụng được tốt hơn mà, đúng không nè? Rồi, suy cho cùng thì cái việc mà chúng ta lựa chọn một mẫu đồng hồ hay là những cái vấn đề mà bạn Nguyễn Trường Vinh đang gặp phải thì chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi mà chúng ta lựa chọn một mẫu đồng hồ nào đó, là nó có phù hợp với chức năng này hay là mình có thực sự cần thiết tới cái việc đó hay không. Còn không thì nó nói là tiền đi đôi với tỷ lệ thuận cùng với chức năng đi kèm, đúng không? Nên là hoàn toàn các bạn có thể cắt giảm được cái phần chi phí mà không mong muốn đó nhá. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai của bạn Thanh. Bạn hỏi là: anh ơi, trong lúc em vệ sinh bất cẩn làm mất một con ốc ở bên hông. Em xài GA110 có 6 ốc, em làm mất một con rồi thì có sao không ạ? Rồi, cũng khi buồn bạn Thanh ha. Mất thì chắc chắn là phải có vấn đề rồi, rõ ràng là nó không còn như ban đầu nữa. Thì cái vấn đề đầu tiên bạn gặp phải đó chính là cái đồng hồ nó sẽ không còn như ban đầu. Cái vấn đề thứ hai là nếu bạn có nhu cầu mà muốn bán lại chiếc đồng hồ này, rõ ràng chiếc đồng hồ nó sẽ không được giá, hay là người ta sẽ không có prefer mua chiếc đồng hồ bị mất ốc như vậy. Còn về mặt hoạt động, về mặt chức năng đó, thì mình có thể nói là khoảng 99% nó sẽ hoạt động bình thường. Bởi vì những cái con ốc đó nó có hai công dụng thôi. Thứ nhất, công dụng nhất là để trang trí, nhìn cho nó có vẻ, nhìn nó ngầu, hầm hố, đúng rồi. Và cái chức năng thứ hai, nó sẽ giữ cái phần bezel cao su lại chiếc đồng hồ, trên chiếc đồng hồ chúng ta. Thì nếu mất một cái con ốc như vậy thì vẫn còn 5 con ốc còn lại, nó vẫn giữ cái phần bezel rất là chặt. Và thậm chí mình đã từng thử rồi, mình tháo 36 con ốc ra luôn, mình chỉ đeo một cái phần bezel thôi để mà dễ lắp vào á. Thành ra thì nó vẫn dính rất là thoải mái. Cho nên về cái mặt chức năng mà giữ cái bezel lại không lo ha. Chỉ khi nào mà ảnh hưởng đến bộ máy bên trong, khi nào bạn mất con ốc ở dưới đáy á, ở dưới nắp đáy nó có 4 ốc để bạn nó mở vào bộ máy bên trong. Nếu mất một ốc trong đó thì nó cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy mình luôn khuyên là các bạn đừng đụng vào những cái vị trí như vậy ha. Có một vấn đề mà chị nghĩ ngay tới khi mà đọc xong cái câu hỏi này là liệu rằng nó có ảnh hưởng tới cái việc như là khả năng trúng nước hay không? Tại vì cái việc mất một con ốc thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc là đồng hồ của mình có được giữ chặt hay không này, và nước có vào xâm nhập vào cái bộ máy bên trong hay không nữa, đúng không? Ok, em hiểu vấn đề này. Thì chắc là bạn cũng đang quan ngại vấn đề này ha. Thì mình có thể nói luôn là
hầu như là không ảnh hưởng, bởi vì con ốc nó không có cái chức năng là giữ cái bộ máy bên trong nó kín, nó chỉ có chức năng là giữ cái vỏ như mình vừa phân tích thôi. Còn cái giữ cái máy bên trong nó kín đó là chức năng, đó là nhiệm vụ của bốn con ốc nằm dưới đấy, không phải bốn, không phải sáu con ốc nằm bên hông. Nên là bạn yên tâm về cái vấn đề chống nước thì chúng ta không có bị mất ha. Rồi, vậy thì bạn Thanh có thể an tâm với cái vấn đề mất ốc của mình nhá. Tiếp tục chúng ta sẽ tới với câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Chí. Bạn hỏi là có thay kính đồng hồ G-Shock không ạ? Thì chị cũng muốn là em có thể giải đáp là G-Shock của chúng ta có nên thay mặt kính hay không này, hay là như thế nào đó để thay thế cho một mặt kính nhựa của riêng đồng hồ G-Shock đúng không? Có nên thay kính đồng hồ G-Shock hay không? Trước khi mà trả lời là có nên hay không thì mình nên trả lời câu hỏi là có thể thay được hay không? Trước tiên là có nên hay không? Thì nói chung là về G-Shock thì cái việc mà thay kính nó là rất là phức tạp, bởi vì cái kính nó sẽ đi chung với cái lốc máy luôn. Thành ra nếu bạn thay kính bạn sẽ đi thay luôn nguyên cái lốc máy bên ngoài, nó chỉ giữ lại cái cốt điện tử bên trong thôi. Thì đó là, thì bây giờ các bạn kiếm đâu ra cái lốc máy đó. Thì có, sẽ có một nhà cung cấp, chính là của Casio chính hãng á, thì họ sẽ cung cấp những cái lốc máy như vậy. Và tất nhiên là cái mức tiền các bạn bỏ ra nó cũng sẽ rất là cao cho những cái linh kiện như vậy, bởi vì họ phải nhập ở Nhật Bản về. Rồi cho nên nó là thì đó là có thể là có đó nha, nhưng mà cũng khá là khó và chi phí cũng khá là cao. Vậy thì có nên hay không? Thì nên hay không sẽ phụ thuộc vào cái tình trạng của kính của bạn. Vì sao phải thay? Ví dụ nó bị trầy thì ok, thì chúng ta đánh bóng là được rồi, đâu còn phải thay đúng không nè. Hay nó bị vỡ đi, nếu mà kính chỉ sót mà bạn đập vỡ là bạn cũng dạng dữ rồi đó. Thì nếu mà thật sự nó bị vỡ như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến chống nước bên trong. Tại vì nước sẽ chạy thẳng từ trên này để chạy vào thì nó sẽ ảnh hưởng chống nước. Thì đây là bất khả kháng nhưng mà phải thay rồi. Nếu mà bạn có mua được một loại đồng hồ hơi triệu thì bạn hãy đem ra để chúng mình khám và xử lý các bạn. Còn nếu mà bạn mua bên ngoài, bạn nên trực tiếp với Casio để mà họ xử lý cho chúng ta về cái mặt kính đó ha. Họ sẽ order về linh kiện về cho chúng ta. Rồi, còn thì đó cũng là những cái ý kiến của Duy để có thể giải đáp thắc mắc của bạn Lê Chí. Và hy vọng rằng với những cái thông tin vừa rồi thì các bạn đã có cho mình một cái sự chuẩn bị này, hay là một cái kiến thức nào đó để các bạn có thể chăm dưỡng cho đồng hồ của mình nhiều hơn nhé. Đến với câu hỏi thứ tư của chúng ta của bạn Phi Long Nguyễn. Nội dung câu hỏi là đồng hồ rụng mất cây kim dây rồi, không có kim dây không vui. Đây là bạn đang nói về một mẫu đồng hồ Aron mà chúng ta không có kim dây. Không có kim dây không vui đúng không ạ? Rồi, okay. Rồi để tiếp tục cái niềm vui của bạn thì mình nghĩ là bạn nên xem lại cái kim dây nó rớt thì nó vẫn không nằm trong cái bộ máy đúng không nè. Vì khi mà chúng ta xác định rớt cái kim ra khỏi cái vị trí cái con ốc nó giữ ba cái kim lại rồi á, thì các bạn nên giữ cái chiếc đồng hồ chúng ta nó yên định, ổn định một chút xíu để cho cái kim nó mà rớt ra ngoài rồi thì nó vẫn nằm ở đó lòng vòng ở trên cái mặt dial này. Còn nếu các bạn có những cái tác động quá mạnh á, nó sẽ bắt đầu rớt vào bộ máy bên trong rồi bắt đầu đem tới hải triều, mình phải tháo ra rồi mình gấp ra như là một cái phẫu thuật như vậy, thì nó sẽ rất là phức tạp và nó sẽ ảnh hưởng những chi tiết bên trong. Cho nên nếu mà đã rụng một cái kim rồi á thì rõ ràng là cái trụ để mà nối cái kim nó đã có vấn đề rồi. Thì bạn cũng nên giữ chiếc đồng hồ nó cố định, chứ rớt cái kim dây tí rớt luôn kim giờ kim phút nữa nó lại càng mất vui nữa đúng không nè. Thành ra là bạn giữ cố định để thứ nhất là không có ảnh hưởng tiếp cho những cái kim còn lại, và cái thứ hai là giữ cho cái kim dây nó vẫn nằm một cái vị trí nhất định trên mặt đồng hồ, ở vị trí mà dễ lấy ra, nó không có rơi rớt vào cái phần máy bên trong. Và cái thứ ba là các bạn cũng không nên tự mở ra để mà gấp cái kim nó ra như thế nào, tại vì rõ ràng là tháo ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái như là điện tử nè, hay là những cái chống từ trường rồi đó, thì nó sẽ rất là phức tạp. Chứ tụi mình để yên như vậy và tới đồng hồ triều thì mình tin đây là một cái lỗi nó cũng sẽ dễ xử lý thôi. Và tụi mình sẽ vừa thứ nhất là lắp cái kim này cho bạn, và thứ hai là coi khám lại các bạn là cái trụ nó bị cái gì mà rất là như vậy ha. Rồi, thì nói chung là cũng không đáng lo lắm. Rồi nếu như mà còn với trường hợp mà câu nói này là bạn đang nói về một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Aron là chúng ta không có kim dây, thì mình theo quan điểm của mình ấy, cái việc mà Aron không trang bị kim dây trên một vài mẫu đồng hồ cũng là một cái điều mà để Aron làm mới được những cái sản phẩm của mình, đúng không? Ủa, có khi nào em đã hiểu sai câu hỏi này không? À, đúng rồi, vậy nên là chị mới thêm bổ sung thêm một cái ý kiến khác, một cái góc nhìn khác của bạn. Ok, nãy mình trả lời cái hướng là cái đồng hồ nó bị lỗi ha. Còn nếu cái đồng hồ mà tự động ban đầu nguyên thủy là không có kim dây rồi á thì không mua thì sao bạn không mua làm gì nữa. Nhưng mà anyways thì cái việc mà nó không có kim dây á thì nó cũng sẽ giúp cho đồng hồ chúng ta nó tối giản hóa hơn. Bởi vì chúng ta xem giờ, các bạn hỏi là mấy giờ rồi, 9:05 hay là 10:15 gì đó, các bạn đâu hỏi là 10:15 30 giây, cái phần dây đó nó sẽ thật sự thừa. Cho nên nói chung là cũng chiếc đồng hồ tối giản thì cái việc mà lượng mất kim dây này nó cũng sẽ thoải mái chúng ta hơn ha. Rồi đấy, thì nó cũng là một trong những cái khá là hay, okay, khá là thú vị với công việc của một người dùng khi mà chúng ta mong muốn là sẽ có một cái kim dây để chúng ta có thể ngắm nhìn cái chuyển động cụ thể rõ hơn, đúng không? Rồi ok, đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Đạt Hoàng. Bạn có hỏi là mình muốn hỏi là máy quét hành lý trong sân bay có ảnh hưởng đến đồng hồ cơ hay không, có bị nhiễm từ hay tác hại nào khi mà chạy qua các máy quét hay không, vì mình có 3 cái đồng hồ cơ và có sở thích đem theo bộ sưu tập của mình khi mà đi du lịch để có thể thay đổi theo ý thích của mình. Cảm ơn. Rồi, câu hỏi rất là hay và rất là thực tế luôn. Việc mà đeo chiếc đồng hồ hay là những cái thiết bị điện tử
thông thường chúng ta mà qua những cái máy quét này cũng là một cái nỗi lo rất là nhiều người. Thì thường á, những cái máy quét này thường sử dụng những cái tia, ví dụ tia X á, thì nó sẽ có cái khả năng nó xuyên vào bên trong những cái đồ dùng của chúng ta để mà nó biết là bên trong nó đang đựng những cái gì. Cái tia này á, về cái cường độ thì thật sự nó không lớn, bởi vì cái nhiệm vụ của nó chỉ là xuyên qua những cái đồ dùng thôi. Còn trong những cái chức năng khác của tia X, ví dụ như là để siêu âm hay để về những cái mặt y khoa, thì đó là cái tia X nó phải mạnh hơn rất là nhiều để nó xem vào được bên trong cái cơ thể của chúng ta như thế nào. Cho nên cái tia X ở đây cái cường độ sẽ rất là nhẹ, để thứ nhất là phải đảm bảo an toàn cho con người chúng ta đã. Rõ ràng là tia X tiếp xúc nhiều quá thì nó ung thư được các thứ, nó cũng sẽ rất là mệt. Cho nên nó làm cái cường độ nó giảm rất là nhiều rồi. Và những cái thiết bị điện tử họ cũng đã make sure như là laptop này hay là điện thoại đây đó, thì nó đã an toàn khi qua những cái tia X rồi, cho nên việc cái đồng hồ của chúng ta thì mình nghĩ nó cũng sẽ yên tâm thôi. Ngoài ra thì bạn cũng nên cân nhắc một tí xíu, nếu mà bạn đã xác định mang hồ sưu tập đi rồi thì các bạn cũng nên cân nhắc một tí xíu về những cái vấn đề như là hải quan, hay là họ sẽ hỏi là bạn sao lại đem nhiều đồng hồ như vậy hơn. Những cái vấn đề xung quanh nó sẽ nhiều cái đáng lo hơn là cái tia X này. Nhưng mà mình cũng rất là hoan nghênh là bạn có một cái sự trải nghiệm thực tế, đúng không? Yeah. Tuy nhiên thực tế là một cái sự thấu đáo khi mà bảo quản chiếc đồng hồ mình rất là thích những hỏi như thế này. Rồi, và chị nghĩ khi mà bạn ý đã đem theo nguyên một cái bộ sưu tập của mình thì chắc chắn là các bạn ý cũng sẽ có cho mình một cái hộp đựng hay là một cái gì đó để có thể bảo quản một cách tốt nhất, đúng không? Yeah. Rồi, ok, cảm ơn bạn Đạt Hoàng về một trong những cái câu hỏi cực kỳ thực tế trong quá trình mà chúng ta sử dụng đồng hồ. Và vừa rồi cũng là những câu hỏi mà tụi mình muốn mang tới cho bạn trong chuyên mục Q&A ngày hôm nay. Và một lần nữa thì rất là hy vọng các bạn có tiếp tục đặt những cái câu hỏi cho tụi mình để có thể giải đáp cho những số sau nhé. Còn bây giờ, May và Duy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.